Giới thiệu với mọi người, đây là trường HCC, Houston Community College, là trường học của mình ở Mỹ. Đây là tòa nhà chính của trường, rất là sáng. Bình thường thì không có dịch thì nó sẽ sáng hơn, nhưng mà bây giờ dịch thì ít người sử dụng, cho nên là đèn tắt cũng nhiều. Đây là một cái cơ sở khác, một tòa nhà khác của trường, cũng rất là sáng. Nói chung thì ở Mỹ trường học thì tối không có, thường không có tắt đèn, nó sẽ sáng như vậy hoài đó. Thì đây là trường của mình ha các bạn. Thì không có phải là công viên đâu, mà cái này là thuộc về khuôn viên của trường. Trường học ở Mỹ nó rất là được một cái là nó rộng và nó có cây xanh, có khoảng đất rất là rộng cho mọi học sinh đi tới đi lui rồi ngắm cảnh rồi chơi hay là giải trí gì đó. Nói chung là thoải mái sau giờ học.